Hello, xin chào tất cả các anh em. Hôm nay mình lên cái video này nhằm mục đích là chia sẻ và hướng dẫn đến các anh em cái cách mà xử lý cái cần bị gãy. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách xử lý cần gãy là cái cần hai khúc nha, cần câu máy. Câu cá là một cái bộ môn giải trí. Có thể là câu vì giải trí, có thể là câu vì đam mê. Nhưng không phải ai cũng có cái điều kiện kinh tế như nhau. Những anh em mà có cái điều kiện kinh tế khá giả thì cần nó gãy thì có thể là sẵn sàng bỏ ra một khoản kinh phí để mua một cái cây cần mới chơi và trải nghiệm. Những anh em mà có cái điều kiện kinh tế không khá giả thì có thể mình xử lý lại cái cần gãy để chơi. Tùy vào cái vị trí gãy, các anh em có thể xử lý lại là cái lực tải gọi là cái công lực nó tầm 30 đến 100% cái công lực ban đầu. Về cái độ thẩm mỹ thì tùy vào cái tay nghề của các anh em. Thì hôm nay mình sẽ xử lý cái cần câu lua nha, nó bị gãy cái lõm đọt nhưng mà nó gãy phần dưới này. Đó, nó gãy dưới cái phần khoen dưới luôn. Nó gãy tầm khoảng khúc 2/3 cái lõm dưới. Thì với cái vết gãy này có thể xử lý lại cái công lực, nghĩa là cái lực tải nó tầm khoảng 50 đến 60% cái lực tải cây cần mới ban đầu. Nếu mà nó gãy, nếu mà các anh em đi câu mà nó gãy cái lõm, nó gãy cái đầu bu, nó gãy sát cái đầu bu này này, đó, thì các anh em có thể hạ bu xuống, nha, hạ bu xuống. Và nếu mà hạ bu thì cái công lực, cái lực tải nó bằng 100% cái lực tải ban đầu nha các anh em. Nhưng mà cái thông số kỹ thuật thì nó sẽ cứng hơn một xíu. Đó. Còn nếu mà nó gãy ở phần nửa nửa phần đọt trở lên thì các anh em có thể xử lý được. Nhưng mà cái lực tải nó tầm 30 đến 40% cái lực tải ban đầu thôi. Thì các anh em vẫn chơi được nha. Đó, thì mình chơi mình bắt cái cá nhỏ hơn hoặc là mình sẽ dùng cái kỹ thuật để mình bắt cá. Còn nếu mà đi câu á hay là một cái lý do nào đó mà nó gãy ở cái lõm gốc, đó, nó gãy bất kỳ cái lõm gốc nào, các anh em có thể xử lý lại được. Về cái lực tải nó tầm 90 đến 100% cái lực tải ban đầu. Thì mình đây là cái lõm gốc ngày xưa nó bị gãy và mình có cái video mình đã hướng dẫn xử lý cái chỗ khớp cái nối cái khúc gãy này rồi. Thì cái lõm này là cái khúc gốc này nó gãy là ngày xưa bị tai nạn nó gãy nha, chứ không phải là câu nó bị gãy. Thì mình sau khi mình xử lý nha. Đó. Cái thứ nhất là các anh em có thể làm cái khúc cái chỗ vết gãy này nó dính chết vào nhau luôn, thì cái lực tải nó phải là 95 đến 100% cái lực tải ban đầu luôn, nhưng nó cảm thấy nó không thẩm mỹ. Những anh em nào mà có cái thẩm mỹ ha, có tay nghề cao thì khi anh em xử lý cái vết này rất là đẹp luôn. Đấy, thì mình đã xử lý cái chỗ này nè, nó thành một cái khớp luôn, mình rút ra rút vô luôn rất là tiện. Đó. Thì cây này là cây 24. Đấy, nếu mà mình câu ngắn hơn thì mình bỏ cái khúc này ra. Đó, gắn cái đọt này vào chỗ này luôn, mình chơi luôn. Thành cái cây ngắn. Đó. Rất là đa năng luôn. Những anh em nào mà có cái khiếu ha, xử lý. Thì hôm nay mình sẽ xử lý cái lõm đọt này. Đây, nó gãy như thế này. Thì để mà xử lý cái lõm đọt này thì cần có một cái phôi cần hư. Đấy, thì cái phôi cần này nếu mà các anh em có nha, không có thì có thể đi tìm hoặc là xin ở đâu đó hoặc là có thể sử dụng cái gì đó để xử lý. Thì đây là cái lõm đọt của một cây cần mình đi câu á. Những anh em mà gãy quất á, thì mình đem về mình cắt thì hôm nay rất là hữu ích rồi, kể cả cần tay. Thì các anh em đi câu mà thấy người ta gãy, người ta quất thì mình cứ nhặt về mình để ở đâu một cái hốc nào đó à. Thì có một ngày rất là cần đến nó. Thì đầu tiên là mình sẽ ướm cái đầu này ha, mình luồn vào. Đó, luồn vào trong đây. Đó. Thấy chưa? Thì cái khúc này thì mình ướm để mình cắt cho nó vừa. Cái đầu này thì sau khi cắt đó, thì mình sẽ còn một cái khúc này để mình cắm vô cái đầu gốc nha. Mình cắt nó tầm còn cỡ đây thôi. Đó.
Thì với cái vết cái khúc gãy này thì sau khi mình xử lý thì cái công lực, cái lực tải nó sẽ tầm khoảng 60 đến 70% cái lực tải ban đầu nha các anh em, có thể tốt hơn á, tốt hơn đó nữa. Thì mình sẽ cắt cái khúc này ra. Bước tiếp theo thì các anh em dùng chỉ, nếu mà không có chỉ chuyên để dựng lên cần thì các anh em có thể sử dụng dây BE, dây dù, trong câu lưu, thì các anh em sẽ quấn đều là từ đi ngang qua cái chỗ vết nứt luôn, nhằm mục đích là nó tăng cái khả năng khi mà các anh em tải lực tải bị tét ra thì mình làm lên cho nó chống tét cái chỗ này, chống nổ cái chỗ này ra. Trong cái video này mình sẽ dùng dây BE ha, dây dù. Cái chỗ đi chỉ nào, cái phần đi chỉ này, anh em mà có năng khiếu thì đi nó sẽ đẹp hơn. Chúng ta không có năng khiếu thì có thể làm chắc là được. Yeah.
sound from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are here. Thì cái đồ công này, đấy, các anh em nhìn. Cái này nó tầm nếu mà về nói về công lực, cái lực tải thì nó tầm 80-90% các anh em, 80-90% cái lực tải ban đầu luôn. Các anh em xử lý lại, các anh em chơi rất là ok. Đấy thì bước tiếp theo thì các anh em có thể sử dụng keo này, để các anh em lên keo lại, lên keo như là chỗ cái phần đi chỉ khoen nha. Lên keo là rất là đẹp luôn, lên keo lại là cực kỳ đẹp. Nhưng mà với mình thì có một cái băng keo carbon, mình sẽ đi cái băng keo này cho nó nhanh và đem đi câu luôn. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Sau khi xử lý xong, các anh em nhìn đẹp không? Cũng khá là ổn đấy. Đây là cái lớp carbon ha, keo carbon sau khi bọc xử lý. Còn cái trên này là cái phần carbon nguyên bản của cái cần nha. Đây là cái phần carbon bọc xử lý nè. Tuy nó không thẩm mỹ, nó không đẹp như ban đầu, nhưng được cái lực tải nó phục hồi lại công lực từ 80-95%. Rất là ok. Như thế này thì các anh em đi câu thoải mái thôi. Không cần phải mua cái cần mới và mua cái đọt mới chỉ cho nó tốn tiền. Các anh em xử lý